Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Tìm trong kho báu. Quý vị và các bạn thân mến, sống và sáng tác cùng giai đoạn với đại thi hào Nguyễn Du, nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng là một phong cách thơ nôm độc đáo. Nếu truyện Kiều của Nguyễn Du được truyền khẩu rộng rãi trong dân gian, thì thơ quốc âm của Hồ Xuân Hương, những bài như Mời Trầu, Tự Tình, Quả Mít, Bánh Trôi, Con Ốc Nhồi, Đèo Ba Dội, Sư Bị Ong Châm, Thiếu Nữ Ngủ Ngày, cũng được thích thú ngâm nga truyền tụng bao đời nay. Tuy mỗi tác giả tác phẩm có nội dung tính chất nghệ thuật thơ riêng biệt, nhưng xét về quá trình thâm nhập vào quảng đại quần chúng, tới hôm nay có thể thấy ảnh hưởng của thơ ca Hồ Xuân Hương so với đại thi hào Nguyễn Du cũng vững vàng ở thế 1910. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sinh năm 1772, mất năm 1822, quê gốc ở Nghệ An nhưng sinh trưởng ở Thăng Long. Tư chất thông minh, bản lĩnh, trải đời, ưa sướng họa thơ ca. Hồ Xuân Hương được xem là một tài nữ nổi tiếng thời bấy giờ. Di tác của bà hoàn toàn là thơ, trong đó mảng nôm có phần đặc sắc hơn. Ngoài 24 bài thơ chữ Hán và 28 bài thơ chữ nôm in trong tập Lưu Hương Ký, trong dân gian lưu truyền nhiều áng thơ nôm của Hồ Xuân Hương, hầu hết đã được tập hợp trong cuốn Xuân Hương Thi Tập in năm 30 của thế kỷ trước. Thơ nôm Hồ Xuân Hương hầu hết ý tưởng táo bạo, thách thức các chuẩn mực đạo đức phong kiến. Cũng từ các sáng tác của bà hiện lên thực trạng xã hội ta cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Bốn cột khen ai khéo khéo chồng, người thì lên đánh kẻ ngồi trông. Trai đu gối hạc khom khom cật, gái uốn lưng ông ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quân hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Trời xuân có biết xuân trăng ta, cọc nhỏ đi rồi lỗ bỏ không. Nghệ sĩ ưu tú Văn Chương vừa chuyển tới các bạn bài Đánh Đu, bài thơ mang đậm phong cách sáng tác thơ nôm của Hồ Xuân Hương.
từ năm 50 của thế kỷ trước, tức là cách đây đã 70 năm, cuốn Thân Thế và Thi Ca Hồ Xuân Hương của tác giả Lê Tâm in ở nhà xuất bản Cây Thông Hà Nội đã có tiêu đề phụ Bà Chúa Thơ Nôm. 8 năm sau, tức năm 1958, tiểu luận Hồ Xuân Hương, Bà Chúa Thơ Nôm của nhà thơ Xuân Diệu in trên tạp chí Văn Nghệ. Sau này được đưa vào cuốn Các nhà thơ cổ điển Việt Nam tập 1, dành nhiều trang để bình luận đánh giá về phong cách thơ quốc âm Hồ Xuân Hương. Gọi nữ sĩ Hồ Xuân Hương là Bà Chúa Thơ Nôm, có lẽ cả tác giả Lê Tâm và nhà thơ Xuân Diệu đều nhằm vào cả khí chất con người lẫn phong cách sáng tác của bà. Chúng ta cùng nghe lại một trích đoạn trong tiểu luận đặc sắc Ông Hoàng Thơ Tình viết về Bà Chúa Thơ Nôm. Nhìn chung, trong thơ cổ điển của ta, bao gồm từ Chu Mạnh Trinh trở lên, nếu xét về khía cạnh có tính cách dân tộc hơn cả, có lẽ thơ Xuân Hương thì treo giải nhất chi nhường cho ai. Thơ Xuân Hương Việt Nam hơn cả vì đã thống nhất được tới cao độ hai tính cách dân tộc và đại chúng. Xuân Hương cũng là một nhà nho chẳng kém ai, cũng giỏi chữ Hán, khi cần cũng ra được câu đối. Mặc áo giáp dài cài chữ đinh, cũng giỏi chiết tự, duyên thiên đầu dập, phận liễu nét ngang, và dùng tên các vị thuốc bắc một cách tài tình. Nhưng Xuân Hương không chịu khoe chữ, Xuân Hương đối lập hẳn với cái Thái Cực Ôn Như Hầu, bài Cung Oán Ngâm Khúc của ông. Áng đào kiềm đâm bông não chúng, khóe thu ba dợn sóng khuynh thành, lồn nhồn những chữ Hán nặng trình trịch. Nội dung thơ Xuân Hương toát ra từ đời sống bình dân hàng ngày và trên đất nước nhà. Xuân Hương nói ngay những cảnh có thực của núi sông ta, vứt hết cả sách vở, khuôn sáo, lấy hai con mắt của mình mà nhìn. Cái đèo ba dội của Xuân Hương rõ là ba dội, ba đèo, tùm buông nóc, lún phún rêu, gió lắt lèo, sương đầm đìa, phong cảnh sống cứ cựa quậy lên, chứ không phải chiếu lệ như cái đèo ngang của bà huyện Thanh Quan. Tuy có thanh nhã, đẹp xinh, nhưng bị dập bẹp cho vào, đứng im như trong một bức tranh in ở ấm chén hay lọ cổ. Dễ ít nhà thi hào nào để lại dấu thơ trên đất nước ta nhiều như Xuân Hương. Chợ Trời, Kẽm Trống, Quán Khánh, Thanh Hóa, Động Hương Tích. Dễ ít nhà thi sĩ nào là người Hà Nội như Xuân Hương. Chúng ta nay tưởng vọng đến nhà của Xuân Hương xưa ở đâu khoảng gần đền Lý Quốc Sư. Xuân Hương đã từng đi dạo cảnh Hồ Tây, ghé chơi chùa Trấn Quốc, từng hoài cổ trước cung Thái Hòa nhà Lý tới đài Khán Xuân, và còn để lại những thơ hay thách cả sự quên lãng của thời gian. Xuân Hương vĩnh viễn hóa cải chùa quán xứ của thời nàng. Xuân Hương tưởng như đã lìa cái gốc nho sĩ của mình mà lăn lóc vào giữa bình dân. Xuân Hương là con ốc, quả mít, cái bánh trôi. Xuân Hương làm thơ với cỏ gà, cá diếc, quả cau, lá trầu, con ong, cái giếng. Xuân Hương làm thơ với cái quạt, cái trống, khung cười, cây đu, cái diều. Mà những thứ ấy vẫn giữ nguyên chất bình dân, chứ không bị mang hia đội mũ như trong lối thơ khẩu khí. Hồ Xuân Hương là nhà thơ dòng Việt, Bà Chúa Thơ Nôm. Chúa đây là một cách nói như hoa hồng là chúa hoa, chứ không phải ông hoàng bà chúa. Thơ Xuân Hương đã làm cho chữ nôm na không đồng nghĩa là với mách qué nữa, mà nôm na là đồng nghĩa với thuần túy, trong trẻo, tuyệt vời. Bà Chúa Thơ Nôm là chúa cả nội dung và hình thức. Xuân Hương đã sáng tạo được một chất thơ rất man mác nên thơ. Vừa đặt bút xuống những nét tưởng như nặng nề. Hành sơn mực điểm đôi hàng nhạn, thấu lĩnh đen chùm một thức mây. Xuân Hương tiếp theo đã cho một ánh sáng của trăng
từ phía dưới trời rọi lên và thả bay phèo những chiếc lá bát ngát, nhẹ nhàng. Thật là một bút pháp kỳ lạ. Lấp ló đầu non vừng nguyệt trách, vất vơ sườn núi, lá thu bay. Xuân Hương rất cảm thấu cái thi vị của hồn đêm, của hồn nước non trong đêm khuya khoắt, trước cái yên lặng rộng rãi bồi hồi đó. Mặt trăng một mình cũng bâng khuâng cần yêu mến. Năm canh lơ lửng chờ ai đó, hay có tình riêng với nước non. Huống chi người phụ nữ một mình chơ cái hồng nhan với nước non. Khi mà dùng đến nghệ thuật thì Hồ Xuân Hương thật chẳng ai bì. Đã mà dụng ý vẽ một bức tranh bằng những nét uốn khúc quanh queo, thì Xuân Hương từ đường nét đến âm thanh, mỗi chi tiết đều tuyệt đối phục tùng cái vũ khúc lảo đảo, lệch lạc như bước đi của người say rượu. Cuối cùng, một chiếc diều làm xiếc, nó cũng lộn lèo như vua chúa, chứ có kém chi. Dùng chữ Việt Nam, phải nhận Xuân Hương là thánh khi chế diễu mấy anh học trò dốt. Ông non ngớt nọc chấm hoa rữa, dê còn buồn sừng húc dậu thưa. Khinh người như tát nước đổ đi mà chữ dùng sắc biết chừng nào. Không phải dê nhỡ, dê bé, dê con mà phải đích thị là dê còn. Những chữ chết tức người ta, những chữ thần tình gắn liền với tinh thần Việt Nam đến nỗi không thể nào dịch được. Xuân Hương ra cái gương mẫu hoàn toàn nhất về việc dân tộc hóa và đại chúng hóa những điệu thơ vay mượn ở nước ngoài. Thể thơ thất ngôn Đường Luật vốn là của Trung Quốc, không thoát thai từ ca dao như Lục Bát. Đó là một thể thơ khó làm, dễ cứng nhắc, lời dễ đứng đọng thành ra kinh kiệu, công thức, hoặc có đạt đến mức hay cũng thường mang dáng điệu nho sĩ cao sang. Xuân Hương chỉ chuyên dùng thể thất ngôn Luật Đường, thế mà không một chút nào ta nghĩ rằng đó là một điệu thơ nhập nội. Thơ Xuân Hương cứ nôm na, bình dân, tự nhiên, lời cứ trong veo, không gợn, đọc cứ thoải mái, dễ thuộc. Những công đối nhau thì cân chỉnh, già dặn, đến ai cũng phải sợ mà vẫn như lời nói thường. Nguyễn Khuyến là tay cờ về thơ nôm, mà thơ Nguyễn Khuyến không thể nào đương nổi sự so sánh với thơ Xuân Hương. Tú Xương là một nhà thơ lớn, cái nội dung trào phúng của ông cũng là đã đạt tới mức thật sâu sắc, đớn đau. Lời của ông cũng đã đến như axit cắn vào cái xã hội ta đầu pháp thuộc. Khen Tú Xương, chúng ta cũng sẽ không tiếc lời. Thế mà Tú Xương so về chất phong phú của sự sống con người, nhưng chiếm một vị trí thật đặc biệt trong văn học Việt Nam. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung diễn ngâm bài Bánh Trôi Nước, một bài thơ chỉ vỏn vẹn 4 câu 28 từ, mà diễn tả một cách đầy hình ảnh và ấn tượng về thân phận bé mọn của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Thân em thì chẳng phận em mơ tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nạt mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Quý vị và các bạn thân mến, đặc trưng phong cách diễn ý thơ nôm Hồ Xuân Hương là mượn cảnh, mượn vật để ẩn dụ về câu chuyện thái độ và số phận con người qua đôi mắt
của một người phụ nữ tài năng bản lĩnh và cũng là cá biệt trong xã hội đương thời. Qua góc nhìn hiện tượng và khẩu khí thơ ca, trao đổi với biên tập viên chương trình, nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên có những đánh giá về các sáng tác thơ nôm truyền tụng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên, Hồ Xuân Hương có thể coi là một cái hiện tượng rất là độc đáo ở trong dòng thơ nôm. Thơ của bà truyền tụng sâu rộng ở trong dân gian. Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên đánh giá ra sao về hiện tượng thơ nữ đặc biệt này ạ? Vâng, tôi cho là Hồ Xuân Hương là một hiện tượng rất là đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là cái con người cá nhân, gọi là cái nhân thần của bà là không rõ ràng. Cho nên làm cho hậu thế tốn rất nhiều bút mực đi tìm cái nguồn gốc. Thế thì cho đến nay chỉ có một cái phát hiện của Trần Anh Mại, Lưu Hương Ký, gồm có 24 bài thơ Hán và 28 bài thơ Nôm, thì xác định đấy là Hồ Xuân Hương thật. Còn những cái thơ mà chúng ta đang nghe và vẫn được in vào trong sách và lưu truyền Hồ Xuân Hương, thì đấy lại còn là một vấn đề, tức là một dấu hỏi. Một ẩn số hoàn toàn, tức là chưa có lời đáp. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là thơ Nôm của Hồ Xuân Hương ấy khác với những cái nhà thơ đồng thời là cùng giới, ví dụ như là Đoàn Thị Điểm và bà Huệ Thanh Quan. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lộc đã có hẳn một cuốn nghiên cứu là Hồ Xuân Hương, cuộc đời và sự nghiệp thơ ca, thì cũng khẳng định những cái bài thơ mà qua những cái tuyển tập hoặc là sưu tập không chắc của Hồ Xuân Hương rất là khó định danh, khó xác định là đâu là thơ nôm Hồ Xuân Hương. Thì ở đây có thể là dẫn đến một tình thế như này. Một là có những cái bài thơ nôm đích thị là của Hồ Xuân Hương, và có những cái bài thơ nôm mang phong cách Hồ Xuân Hương. Nhưng tất cả dồn vào thành Hồ Xuân Hương cả thì đấy là một vấn đề cực phức tạp. Cứ nghĩ khi nói đến Hồ Xuân Hương là nói đến cái thơ phá cách giữa cái Thanh và cái Tục. Trong lịch sử văn học Việt Nam ấy, có vài cái hiện tượng như này. Một là hiện tượng là phong cách thơ Hồ Xuân Hương. Hai là một hiện tượng là sấm ký của các trạng như là Trạng Trình, Trạng Quỳnh, Trạng Lợn. Đấy cũng là một phong cách thôi. Cái gần đây nhất là một phong cách thơ bút tre. Tức là tất cả những cái bài viết theo cái cách như thế, viết theo giọng điệu như thế thì ấn hết cho ông bút tre. Nhưng thực ra ông không có tất cả như thế. Thì đối với Hồ Xuân Hương tôi nghĩ cũng là như thế. Không hoàn toàn như thế. Trong khi đó có một cái nghiên cứu của ông giáo sư Nguyễn Trung nói rằng là chỉ có cái Lưu Hương Ký. Nhưng mà thơ nôm Lưu Hương Ký khác hẳn. Cái thơ mà được gọi là thơ Hồ Xuân Hương đang lưu hành hiện nay. Mà cái Lưu Hương Ký là ghi rõ tác giả là Hồ Xuân Hương. Vậy là phải xác nhận có bà Hồ Xuân Hương thật. Nhưng mà không biết có phải là tất cả những cái thơ nôm hiện tại mang phong cách Hồ Xuân Hương có phải là của bà Hồ Xuân Hương hay không. Nhưng mà chúng ta không có một lý giải rõ ràng là nếu những cái bài thơ mà được lưu truyền rộng rãi trong dân gian không phải tất cả đều là của Hồ Xuân Hương thì là của ai? Khi xem xét thơ Hồ Xuân Hương, những cái bài mang phong cách Hồ Xuân Hương thế nhưng chưa xác định được là của ai thì trước mắt tạm thời là vẫn cứ coi như là của Hồ Xuân Hương. Nhưng nếu mà gọi là làm một cái cuộc khảo cứu sâu, điều tra theo tinh thần gọi là phán đoán loại trừ dần 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 thì sẽ biết đâu là Hồ Xuân Hương và đâu không phải của Hồ Xuân Hương. Phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố, thời đại, thời cuộc, phong cách, rồi là quan hệ cá nhân, nhân thân, gia tộc, phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố để xác định đấy có phải bài thơ Hồ Xuân Hương không. Tôi nghĩ là cái công việc đấy thì cần rất là nhiều thời gian và đi vào từng bài thơ, từng ý thơ, từng loạt bài hoặc là từng những chủ đề chẳng hạn. Còn với những cái điều mà nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên vừa nói thì tôi thấy là có lẽ chính cái người mà sáng tác ra những cái bài thơ mà chúng ta tạm gọi ở đây là phong cách Hồ Xuân Hương cũng có một đời tư rất là phong phú chẳng hạn. Những cái bài thơ kiểu phong cách Hồ Xuân Hương như thế thì cũng hé lộ cho chúng ta rất là nhiều điều về tác giả. Theo ý kiến của tôi về vấn đề này và cũng theo những cái tài liệu mà tôi đọc và tôi hiểu thì ở cái tập Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương thì thơ Hồ Xuân Hương cái phần nôm ấy là nhuần nhụy hơn, nhẹ nhàng hơn. Mặc dù ở cái Lưu Hương Ký thì bắt đầu hé lộ ra một cái phong cách thơ Hồ Xuân Hương theo một cái chiều hướng là đòi nữ quyền. Là quyền cho phụ nữ là được bày tỏ tất cả những cái gì của mình, của cá nhân mình, của cơ thể mình, của nhận thức của mình. Phụ nữ phải được bình đẳng. Thì đấy là có lẽ là cái người đầu tiên đòi bình đẳng giới phải là Hồ Xuân Hương trong lịch sử Việt Nam ấy, là Hồ Xuân Hương. Hoặc ít nhất cũng là những bài thơ mang phong cách Hồ Xuân Hương. Quả mít rồi mời chầu rồi đánh đu rồi không chồng mà chửa vân vân thì người ta thấy đúng là phong cách Hồ Xuân Hương. Thế nhưng mà bảo đấy là tất cả là thơ của bà Hồ Xuân Hương
trong cái Lưu Vương Ký thì chưa chắc. Vâng, có lẽ là với những cái tác giả mà có những cái thành tựu lớn hoặc là có những ảnh hưởng lớn trong phong cách thơ như là phong cách Hồ Xuân Hương, thì tôi thấy là sự lan truyền hoặc là tiếp biến ở những cái thế hệ hoặc tác giả thơ sau này, nhưng với hiện tượng Hồ Xuân Hương thì tôi thấy là dường như là hiện tượng độc nhất vô nhị, mà chúng ta chưa thể tìm thấy một hậu duệ hoặc là một cái người mà có thể tiếp nối cái dòng thơ này, dòng thơ thanh tục của bà. Thì có lẽ chính vì cái sự có một không hai đấy cho nên là Hồ Xuân Hương đến nay vẫn là một cái hiện tượng chúng ta thấy là độc đáo. Rõ ràng cái hiện tượng về phong cách thơ Hồ Xuân Hương là rất độc đáo. Ví dụ tôi tin về cái bài Đánh Đu hay là cái bài Hăng Các Cớ của Hồ Xuân Hương, tôi đánh giá rất cao và đồng thời là tôi rất ngưỡng mộ cái phong cách thơ Hồ Xuân Hương. Cảm ơn nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên với những chia sẻ, cái nhìn toàn cảnh về mảng thơ nôm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Chuyên mục Chuyện cũ tích xưa. Quý vị và các bạn thân mến, một tài nữ nhan sắc khẳng khái và cũng đầy bản lĩnh như Hồ Xuân Hương, đa tình đa đoan, dường như đã là bản mệnh. Số phận hầm hiu, nữ sĩ có ít nhất là hai đời chồng là Tổng Cóc và ông Phủ Vĩnh Tường, và ít ra cũng một lần làm lẽ. Còn Chiêu Hổ tuy đôi khi tỏ ra xuồng xã nhưng chỉ là bạn sướng hỏa. Đại thi hào Nguyễn Du, Mai Sơn Phủ hay một vài nhân vật khác cũng được xem là có tình ý với Hồ Xuân Hương. Trong đó, mối duyên giữa Tổng Cóc và Hồ Xuân Hương là nguyên cớ ra đời hai áng thơ nôm Làm Lẽ và Khóc Tổng Cóc. Làng Sơn Dương và làng Gáp chỉ cách nhau vài trăm mét. Tuy thế, làng Gáp lại thuộc Tổng Vĩnh Lạc, Sơn Dương thuộc Tổng Dụng Hiền. Chức phó tổng của Tổng Cóc không có quyền thế gì ở làng Sơn Dương và càng không áp đặt được cụ Đồ Sứ, một nhà nho vốn được thời đại tôn trọng, phải bán con gái cho mình. Hơn nữa, tài danh như Hồ Xuân Hương dễ gì chịu sống làm lẽ Tổng Cóc. Thật ra Tổng Cóc không phải là một anh trọc phú mà là một nho sĩ có phen lều trống như ai trong sự gặp gỡ Hồ Xuân Hương có chuyện chữ nghĩa chứ chẳng phải do đồng tiền. Tổng Cóc cưới Hồ Xuân Hương về làm vợ kế, đương nhiên bị vợ cả và con cái bất bình. Nhưng vì trai làm nên lấy 5-7 vợ, nên họ phải ngậm đắng nuốt cay. Nhà Tổng Cóc giàu có khu ao hồ rộng liền với ao trà trước cửa đình chân. Khi cưới Xuân Hương về, ông làm nhà thủy tạ ra hồ nước cho Hồ Xuân Hương dạy học và coi hồ cá cho có việc và để dân làng bớt dị nghị. Ông thừa của chơi ngông lấy vợ lẽ về chỉ để ngắm nhìn, vì Hồ Xuân Hương đâu có biết việc đồng áng. Nhà thủy tạ ấy dân làng vẫn gọi là cái chòi. Hồ cá rộng chạy dài từ đình chân ra gần bờ đỗi. Một con đập dân làng đắp thêm để đủ hai đường đón hai vị tân khoa vinh quy bái tổ là hai cha con nhà họ Trừ cùng đỗ cống một khoa thi. Thủy tạ là nơi họ thường cùng bạn văn chương ngồi ngắm cảnh, ngâm vị. Có khách, bà Hồ Xuân Hương lại sai người đi đánh cá dưới hồ lên đãi bạn. Cá mè dù to hay nhỏ, bà Hồ Xuân Hương chỉ ăn khúc sữa, không bao giờ ăn đầu và đuôi. Chuyện này rồi lan ra khắp làng, khắp vùng để bêu xíu bà là người hoang phí. Dân làng Gáp cách đây vài chục năm vẫn lấy sự khỏe mạnh, lưng ong, đùi dế, da ngăm đen làm tiêu chí cho cái đẹp của phụ nữ. Quanh năm suốt tháng, đàn bà con gái mặc quần ngắn, chỉ dịp cỗ bàn hội hè mới mặc váy. Họ thường mặc quần ngắn, gánh cua, nhảy tàu hỏa về bán ở chợ Bắc Qua Hà Nội. Ai ai vận quần ngắn, chân lấm, được coi là người chịu khó nết na. Ai trắng trẻo, xinh đẹp, bị coi là người buông tuồng, lêu lổng. Sống trong môi trường ấy,
rõ ràng Hồ Xuân Hương sẽ bị tẩy chay cô độc. Những giai thoại của Hồ Xuân Hương ở tứ xã chỉ toàn nói xấu bà. Người ta không hề tự hào về bà chúa thơ nôm ở quê mình. Sống trong cô đơn, bà chỉ lấy thơ để giễu cợt người đời. Dân làng không ưa Hồ Xuân Hương, nhất là người vợ cả của Tổng Cóc và người thân của bà ta. Họ đồn thổi bà Xuân Hương là ma mãnh, không phải người thường. Họ xui Tổng Cóc còn lấy tàu lá chuối tươi lành lặn đắp lên người Hồ Xuân Hương khi bà ngủ. Nếu là người thường ngủ say không biết gì, sẽ đè nát tàu lá. Còn nếu là ma thì sẽ biết bỏ tàu lá ra. Quả nhiên sáng ra Tổng Cóc thấy tàu lá còn nguyên được vứt ra khỏi giường. Ông càng hoài nghi Hồ Xuân Hương. Không khuyên nhủ được vợ bé sống hòa nhập với cộng đồng, Tổng Cóc bực mình. Một lần vợ chồng có va chạm, Tổng Cóc giận dỗi viết thư trách móc để dưới gối rồi bỏ đi xa một thời gian. Khi Tổng Cóc về thì Hồ Xuân Hương đã bỏ đi. Mãi lâu sau, Tổng Cóc mới dò la biết Hồ Xuân Hương đang sống trong phủ Vĩnh Tường. Tính đếm ngày tháng, Tổng Cóc biết Hồ Xuân Hương đã sinh đẻ. Ông đến phủ Vĩnh Tường chỉ dám lân la ngoài phố, chờ con sen trong phủ ra hỏi, mới biết được con gái Hồ Xuân Hương đã chết ngay khi vừa mới sinh ra. Tổng Cóc đành tay không ra về. Sau đó, ông nhận được thơ Hồ Xuân Hương để khóc Tổng Cóc. Đó là bài thơ khóc cho mối tình đã chết, chứ không phải thơ khóc người chết. Dù trong đó hàm chứa sự mỉa mai, giễu cợt cả dòng giống nhà Tổng Cóc, nhưng vẫn vương vấn chút tình, khác với khóc ông phủ Vĩnh Tường là khóc thật, nhưng khóc vì ơn nghĩa nhiều hơn. Chàng Cóc ơi, chàng Cóc ơi, thiếp bèn duyên chàng có thế thôi, nồng nọc từ đây nhé. Nghìn vàng khôn chuộc khóc Tổng Cóc, tương truyền là bài thơ nôm nữ sĩ Hồ Xuân Hương viết để dứt tình với Tổng Cóc, mà nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi tới các bạn, đã kết thúc Tìm Trong Kho Báu hôm nay. Chương trình do biên tập viên Võ Hà chủ biên, với sự phối hợp thực hiện với các phát thanh viên Phượng Minh, Việt Hùng và kỹ thuật viên Hương Giang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.